Hai. Hello anh em đã quay trở lại kênh ha. Hôm nay mình giao một con R15 đẹp lắm, keng lắm. Anh em nói thích coi R15 thì mình quay cho anh em xem. Đó, thì con này có cái bộ độ đẹp lắm nhưng mà anh gửi lại vài bữa anh lấy sau nha anh em. Đó, cái bộ độ ở đây nè, thấy chưa? Đó, đẹp không anh em? Anh gửi lại vài bữa anh lấy sau nha. Bây giờ đang lắp bô zin lại vô cho anh. Đó, chúc quay cho anh em xem ha. Ok anh em. Rồi, hello anh em. Thì đây là cái con xe R15 220. Và mình làm cái clip này là mình để cảm ơn một những anh em đã có xe và chùm mền đã để lại cho mình. Và con này thì chùm mền khá là lâu rồi. Một người em chia sẻ là chùm mền khá là lâu rồi, bây giờ không muốn chùm mền nữa, muốn để lại cho một anh em khác đi. Thì đối với những xe chùm mền á, cái thì á nhớt nó ở trong đó đâu cũng khá lâu rồi, cũng vài tháng rồi, thì mình nên thay mới. Thì ở đây thì mình sẽ tặng cho một người em một bình nhớt. Người em đã coi kênh YouTube mình lâu rồi thì mình tặng cho người em bình nhớt để thay vô. Thì clip này là mình nói với anh em luôn là khi mà nhớt mà anh em chùm mền á, anh em lấy ra đi thì tốt nhất là anh em thay nhớt mới đi nha. Đó, tốt nhất là thay nhớt mới, tại nhớt cũ để trong đó nó cũng cũ rồi, nó dù mình không sử dụng nhưng mà cũng để một thời gian rồi á, nên mình thay nhớt mới là tốt nhất cho xe. Thì ở đây mình cũng vậy, mình sẽ thay nhớt mới. Nói chung là anh em với nhau tặng nhau bình nhớt nó không có lạ gì đó. Rồi mình sẽ tiến hành thay nhớt mới và quay cho anh em xem nè. Con xe keng, sau khi con xe này rô đai xong thì chủ xe chùm mền tại vì không có nhu cầu sử dụng nó. Đây, qua quay cho anh em xem nè, 3000 mấy cây. Thì những con xe này rất là hiếm ha anh em ha, khó, rất là khó kiếm. Khẳng định với anh em rất khó kiếm. Và cái chống đổ này thì chủ xe chưa có lên, và mình đã chủ xe yêu cầu là mình lên luôn, và mình lên luôn cho anh em. Để lên một cái chống đổ này thì nó rất là kỳ công ha. Như chủ xe cũng biết, anh nhìn nãy giờ thấy là rất là kỳ công để lên một cái chống đổ ha. Cái này lên cho anh em xem YouTube của mình thôi. Đó. Thì cái con xe này có những gì? Thì nó có cái bô. Cái bô nãy mình có quay cho anh em rồi. Đây. Đó. Thì lên như vậy thì rất là dễ nha anh em, sẵn giới thiệu cho anh em luôn. Thì mình chỉ cần ra tháo cái bẩn ra rồi mình lắp cái này vô thôi. Lắp này vô lại vừa y, tại cái cây này nó sinh ra đã dành cho R15 rồi. Thì cái chủ xe của xe này nè, để luôn cho anh em mình chơi luôn á. Nó chủ xe xe này là để luôn cho anh em mình chơi. Rồi xe có lên nè. Kính gù. Đó, xi nhan. Cho anh em nào có muốn lên thì tham khảo xi nhan. Đó. Nhớt nó còn mới nhưng mà do xe để lâu á anh em. Đó, đây nè. Xe để lâu á nên mình cũng phải thay mới luôn. Nhớt trong queo à. Mày để đây về bữa gắn trao tặng trao tặng đau ỷ thiên. Ỷ thiên đồ lông đau đó. Đây, ở đây thì người chủ này rất là kỹ ha. Thứ nhất là hai chì zin, thì nói chung là anh em sang lại xe anh em khá là kỹ là hai chì zin. Và ở đây có gọi là ốp dán carbon cho nó đỡ chạy đó anh em. Ở đây và ở đây bình xăng được dán keo nguyên con, rồi dán bình xăng đó, đủ thứ. Nói chung là một người rất là kỹ. Thì đây thì mình nè, đây giao cho anh một chì nè ha. Cái này là chì, chì này là gọi là chì dự phòng, chưa có sử dụng. Đó. Nói chung là phải bảo quản theo cái chủ trước người ta đã bảo quản kỹ mình okay. Kỹ hơn đó. Thì cái này ốp bản số đút gầm nè anh em. Cái này có thể đút ra đút vô nè. Đó. Anh em coi nè, xe chùm mền vỏ nè anh em. Anh thấy không? À, và anh em lưu ý nha, khi mà xe anh em không đi anh em chùm mền á thì sẽ có một cái loại dưỡng lớp á nè. Anh em tha lên dưỡng như cái dưỡng lớp mình ưa xài á thì nó sẽ không bị oxy hóa, nó giảm bớt cái sự oxy hóa của cái cao su nha, chứ anh em chùm mền là cao su nó vẫn hư bình thường nha anh em. Anh em phải có một lớp dưỡng gọi là dưỡng lớp là nó lo đỡ hư hơn. Đó, mọi thứ đều mới tinh từ sơn nè anh em, anh em quay cận nè. Thì cái xe này chùm mền á anh em, thì lúc mà mình lấy á thì cái sơn, cái mà dưỡng sơn ở trên đây nè, nó bị gọi là ám, nó bị co lại anh em, để lâu quá, để nửa năm không đi á thì chỗ này bị co lại, mình về mình phải rửa ra.
dùng dung dịch để rửa ra thì nó sẽ ra sạch như thế này. Đó, nó sẽ sạch như thế này. Đó, và khi anh xài cái con này rồi, anh dặn luôn chủ xe sao thì mình phải có nên một cái chai dưỡng sên đó nè. Mình xịt vừa đủ thôi, mình đừng có xịt quá nhiều. Dịch nhiều quá thì nó sẽ phản tác dụng, có nghĩa là nó sẽ rải rác lung tung. Mình xịt miếng thôi cho đủ thôi. Đó, gọi là dưỡng sên. Đó, biển số rất là đẹp, 4051 ha. Rồi, thì cái gì ở đâu ha? Thì mở bình xăng thì anh biết rồi đúng không? Thì giống trang vậy thôi. Đó, mở lên. Rồi khi mình đậy lại. Rửa nhẹ nhàng thôi. Đó, thì lâu lâu á cái dưỡng sên nó anh xịt xíu ở đây cho nó trơn chu một xíu. Đó. Ok chưa? Mọi thứ là hoàn hảo hết có thể rồi. Thì con này thì có mấy cái đồ chơi cơ bản lặt vặt thôi, như là bảo vệ này nọ nè. Đó, bảo vệ ti phục. Rồi ốp chân gương, kính. Đó, một số cái đồ chơi cơ bản nhìn rất là xịn sò. Đây nè, đây lên cái bình dầu nhìn đẹp ha. Đây là cái bình dầu zin nè, anh em sẽ so sánh đây ha. Bình dầu zin với lại bình dầu này lên là nhìn đẹp ha, nhìn thẩm mỹ quá anh ha. Đẹp quá trời. Nhìn ấy, đồ chơi nhìn chắc. Đó, bình dầu zin thì nó rất là rẻ và nhìn nó rất là đơn giản. Đó, cho anh em thấy là một cái sự chơi xe kỹ càng của chủ trước nhường cho chủ sau. Ở bên đây có con xe chưa roll die xong luôn nè. Tại vì người chủ xe này á, CB150, người chủ xe này mua xe rồi nhưng mà có lịch đi du học nước ngoài, cho nên để lại cho anh em. Xe này mới chạy 900 cây thôi, phải chạy roll die nữa. Con này mà không biết chừng nào lên clip, sợ cái clip này lên là con này bán luôn rồi. chưa cái ấy. Đó, thì những cái em dặn dò biết rồi ha, nhớ nhau nãy giờ em dặn anh hết rồi, đầy đủ nhớ mà đúng không? Dạ. Thì chạy bảo trì xe cho nó ok. Tướng anh chạy con này đẹp á, nhưng mà lúc đầu mình lên đó, lưu ý luôn những anh em xem clip, thì sport lúc đầu mình lên mình mới chạy nó sẽ hơi mỏi, nó không quen. Tại đó giờ mình chạy xe kia rồi, lên đấy hơi mỏi, mình phải có một thời gian tuần hay nửa tháng gì đó làm quen với con xe. Còn con tay là trước anh chạy rồi thì anh rành rồi không sao. Thì những cái dưỡng sên hay là cái gì đó là em dặn anh hết rồi, nhớt nhau này nọ. Còn nước mát thì tới 10.000 cây mới cần thay, lâu lắm. Nước mát là không có cần chăm nha, tại nó không bao nhiêu tiền hết, mình được mình thay mới luôn. Đó, đúng rồi, mình thay mới luôn, tại vì lần thay có 200 mấy, mình thay mới luôn, mình xả mình xúc lại mới, mình đổ nước mới vô, chứ nước mát mà chăm vô mất công. Dạ đúng rồi. Tại vì phải chi mà nó mắc mỏ gì á thì mình canh mình chăm vô. Còn này thôi, nhiêu đâu mình thay mới luôn, cho xe đi nó mát máy, nó ngon. Vậy thôi, nó tốt cho xe mình chứ có đâu. Có một trường hợp á, hôm bữa nghe em à, có nghe xe đó, nước mát zin. Ổng chăm nước mát ô tô vô. Sao mở dưới hả, nó kết lại nhìn gớm lắm, đổ ra nhìn ghê lắm. Mà hên nó chưa lên đây, ổng mới chăm vô, ổng cảm thấy nó sao sao, ổng đem qua ổng thay mới. Rồi, cảm ơn anh ha. Cảm ơn anh đã anh em ghé. Đó, giờ cho anh đi cảm giác mua xe cũ mà xe mới tin là cho anh đi cho coi. Đó, anh em đang thay nhớt luôn nè anh em. Nhớt cũ của con xe nè. Mới tin nè anh em thấy chưa? Mới tin luôn á anh em. Nhưng mà mình phải thay mới thôi, tại vì con này chùm mền đâu cũng đã rất là lâu rồi. Rồi, ok anh em. Đồ, giờ mới thấy nè. Bảo vệ két nước. Màu vàng, nhìn vàng, nhìn sang á. Em quay toàn ra cho anh em thấy xe chưa. Nói chung là để kiếm một con xe chùm mền như vậy thì phải cần quá trình thời gian. Nói chung anh cũng có duyên, nói chung là anh em nhắn tin lâu rồi, nhắn tin nhiều rồi đó. Thì cái chì này á là anh xài một chì, biết sao không, anh bỏ hai chì lên anh chạy nó quẹt á, nó chày xe của mình. Sử dụng cái thôi nhìn nó gọn nữa, kiếm cái cục gì đó gắn vô cho đỡ mất chìa khóa đó, vậy thôi. Rồi ok, giờ em chỉ ảnh dưỡng sên đồ này nọ xong rồi ký giấy cho anh trải nghiệm thôi. Ok anh em nha, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Baker. Hy vọng là những anh em làm ăn ngày càng phát đạt đó, để anh em tới anh em mua xe, mỗi lần anh em lên phân khối
là mình vui à. Đây đây có anh em nè, Z9, idol Z9 nè, nó xe ảnh kìa. Ngày nào cũng qua chơi anh em tham khảo cách chơi xe này nọ đó. Vậy bữa lên gì nữa em? H2 lên cá mập. Rồi ok anh em ha. Vậy thôi anh em mình kết thúc clip rồi, anh em mình ăn nhậu.